Nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh Cà Mau hiện nay đã tiêu thụ qua nhiều kênh bán hàng, đặc biệt còn được xuất khẩu qua các thị trường Úc, Canada, Trung Quốc, Singapore. Hiện nay ở tỉnh Cà Mau đã có 77 sản phẩm OCOP đã được công nhận 3 sao trở lên, trong đó có 3 sản phẩm đạt 4 sao. Năm 2022, tỉnh có 40 chủ thể đã đăng ký đánh giá xếp hạng cho 62 sản phẩm mới và 13 chủ thể, có kế hoạch nâng hạng cho 22 sản phẩm được chứng nhận. Đặc biệt là các sản phẩm OCOP ở Cà Mau còn được xuất khẩu qua các thị trường Úc, Canada, Trung Quốc, Singapore. Để được kết nối trên các sàn giao dịch thương mại điện tử như madeincamau.com, tỉnh Cà Mau, voso.com, Viettel, bossmart.vn, vnpt, và các kênh khác như Lazada, Amazon, Alibaba, Zalo, Facebook, v.v. Để đáp ứng và nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng, các sản phẩm đặc sản Cà Mau đã không ngừng được các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp thường xuyên cải tiến chất lượng, mẫu mã, qua đó đáp ứng tiêu chí sản phẩm của chương trình OCOP.